Hello, my students. Today we will learn the topic weather. Hôm nay chúng ta sẽ được học về chủ đề thời tiết. Okay, the first part is new words. Look at the picture on the screen. You will see sunny, sunny, sunny. Nắng, trời nắng. Sunny, sunny. Snowy, 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 snowy. Trời có tuyết rồi. Cloudy, 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 cloudy. Trời nhiều mây. Rainy, 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 mưa. Windy, 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 windy. Có gió. Listen and repeat one more time. Sunny, sunny, sunny. Snowy, 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 cloudy, 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 rainy, 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 windy, windy, windy. Đây là các dạng thời tiết điển hình mà chúng ta hay gặp. Next one, you will have an exercise to practice. The first one, number 2 to number 4, you will have 30 seconds to see. Ở bài tập này, chúng ta sẽ quan sát các bức tranh và các từ để lựa chọn từ phù hợp với các bức tranh. Number one is example for you. Chúng ta nhìn vào bức tranh số 1 và chúng ta quan sát thấy sẽ có hai từ mà người ta cho là windy và sunny. Windy, what does it mean? Gió, sunny, nắng. Và chúng ta nhìn vào bức tranh này, chúng ta sẽ thấy ở đấy trời đang thổi gió rất là mạnh. Các cô gái đang bay cùng với đó, lá cũng đang bay. Ô của cô ấy cũng bị lật ngược. Do vậy chúng ta sẽ lựa chọn từ đó là, trời nhiều gió là windy. So you circle windy. Number 2, rainy or cloudy. Chúng ta sẽ lựa chọn hai đáp án là rainy or cloudy. Look at the picture. What can you see in this picture? Can you tell me your answer? That's good. You can see cloud. Chúng ta sẽ nhìn thấy đám mây, tức là biểu tượng này sẽ thể hiện là trời nhiều mây. Và khi trời nhiều mây, có mây là từ cloudy. Còn rainy là trời mưa. Number 3, sunny or rainy. Ở đây chúng ta quan sát bức tranh của câu số 3, chúng ta nhìn thấy trời đang tỏa nắng, tức là ở đây trời có nắng là đáp án sunny, còn rainy là trời mưa. Number 4, snowy, snowy, snowy là tuyết rơi, trời có tuyết rơi, còn windy là trời có gió, snowy là tuyết rơi, còn windy là trời có gió.
Okay, look at the picture number 4. Chúng ta nhìn vào bức tranh của câu số 4 và chúng ta nhìn thấy ở đây có những bông tuyết đang rơi. Do vậy chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là snowy. You will circle the correct answer is snowy. Next one. Look and match. Bài tập này chúng ta sẽ quan sát các bức tranh và các từ. Các bức tranh sẽ ở bên tay trái, còn các từ sẽ ở bên tay phải. Sẽ nối các bức tranh với các từ tương thích. Okay, you will have 15 seconds to see. Okay, now let's check the answer. Number one, the first picture, bức tranh đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó là trời đang tỏa nắng, mặt trời đang tỏa nắng. Do vậy chúng ta có từ nắng là sunny. Và chúng ta sẽ nối bức tranh đầu tiên với từ sunny. The second picture chúng ta nhìn thấy, ở bức tranh này chúng ta nhìn thấy đây là dạng thời tiết gì nhỉ? Trời nhiều mây, chúng ta có từ nhiều mây là cloudy. So you will match the second picture to the cloudy. Next one, number three. Ở bức tranh này chúng ta nhìn thấy các bông tuyết đang rơi. Có những bông tuyết tức là trời có tuyết. Ở đây là dạng thời tiết có tuyết và thời tiết có tuyết là snowy. Next one, you will have 15 seconds to see. Bức tranh tiếp theo chúng ta nhìn thấy đây là bức tranh trời đang trở gió, đang nổi gió. Gió đến nỗi má tóc cô ấy cũng bay, gió thổi cả lá, thổi cả ô, cô ấy lật ngược. Và vậy chúng ta có từ gió là nhiều gió, windy. So you will match this picture to the windy. Next one, the last one. Ở bức tranh này chúng ta nhìn thấy các hạt mưa, tức là đây là thời tiết có mưa. Thời tiết có mưa là rainy. So you will match this picture to the rainy. Okay, next one is structure. Hôm nay chúng ta sẽ được học cấu trúc hỏi về thời tiết. Thời tiết là cách hỏi thời tiết như thế nào là how's the weather? How's the weather? Thời tiết như thế nào? Và cách trả lời sẽ là is blah blah blah. For example, look at the picture. Đây là dạng thời tiết có nắng. Và khi được hỏi là how's the weather thì chúng ta sẽ trả lời là is sunny. Remember, how is similar to how's. Từ how's trong câu how's the weather là cách viết tắt của từ how is. Còn từ is trong câu is sunny là cách viết tắt của từ it is. How's the weather? It's sunny. Cách khác là how is the weather? It is sunny. How's the weather? It's sunny. Hôm nay thời tiết thế nào? Hôm nay đây là thời tiết có nắng. Next one. You will look and answer the question. Question number one.
How's the weather? How's the weather? Chúng ta sẽ trả lời là ở đây thời tiết, chúng ta nhìn thấy đây là thời tiết có mưa. Thời tiết có mưa và cách trả lời sẽ là It's rainy. How's the weather? It's rainy. Next one, number 2 to number 5, you will have 30 seconds to see. Number 2, how's the weather? Look at picture number 2. Chúng ta nhìn thấy ở đây có những đám mây và tức là đây là dạng thời tiết có mây. Và cách trả lời dạng thời tiết có mây là cloudy. Cách trả lời câu hỏi how's the weather là it's cloudy. So you will write it's cloudy. Number 3, how's the weather? How's the weather? Ở đây chúng ta nhìn thấy ở bức tranh này có những bông tuyết. Bông tuyết, tức là đây là dạng thời tiết có tuyết. Có tuyết là snowy. Snowy. Cách trả lời của câu hỏi how's the weather sẽ là can you tell me your answer? That's good. It's snowy. Number 4. How's the weather? How's weather? Chúng ta nhìn vào bức tranh số 4 và chúng ta sẽ thấy mặt đây là hay biểu tượng mặt trời, tức là trời có nắng. Trời có nắng, đây là thời tiết trời có nắng. Và khi được hỏi là how's weather, chúng ta sẽ trả lời thế nào? Can you tell me your answer? Trời có nắng là sunny. Còn đáp án của câu hỏi how's weather là it's sunny. Number 5, how's the weather? How's the weather? Ở đây là trời có gió, trời có gió. Và trời có gió sẽ là, các bạn sẽ là trời có gió là windy. How's the weather? It's windy. Okay, that's enough for today. Goodbye and see you next time. I hope you will enjoy this lesson.